Vì sao phố Tây Bùi Viện ở Sài Gòn hút khách đến vậy? Phố Tây ở Sài Gòn là địa điểm đặc biệt hút khách ngoại, giới trẻ, nhất là về đêm với nhiều dịch vụ giá cả phải chăng. Tối cuối tuần, con phố Bùi Viện tấp nập người qua lại, cả khách Tây và khách ta. Con đường này cùng với đường Đề Thám và Phạm Ngũ Lão được người ta gọi là phố Tây. Khu phố chẳng bao giờ ngủ, cánh cửa hàng ven đường cũng không bao giờ đóng. Phố của bia, cà phê và đủ loại dịch vụ đường phố. Trên con phố Bùi Viện, hàng quán chen chúc nhau từ đầu đường đến cuối đường. Các công ty lữ hành, phở, bún chả, hàng rong, hàng hải sản. Chúng tôi tấp vào một quán bia và đồ ăn ven đường. Menu trong quán ghi tên các món ăn song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh với đủ bia Sài Gòn xanh, Sài Gòn đỏ, Sài Gòn Special, bia Tiger, Helican, Sapporo và một số món ăn vặt như tôm viên chiên, khoai tây chiên, đậu hũ chiên. Chủ quán cho biết, quán chị không bán tranh giá cho người nước ngoài hay người Việt, giá niêm yết cụ thể bằng song ngữ trên menu. Khách nước ngoài đến đây hay gọi Sài Gòn xanh, Sài Gòn đỏ, món ăn chay nhất là khoai tây chiên. Nhiều người cũng tham khảo giá xung quanh, nếu thấy đắt họ sẽ đi tìm quán khác, chị chủ nói thêm. Đối diện với cửa hàng của chị là quán bia hơi treo biển, 10.000 đồng trên một ly. Chị kể, khách Tây qua quán chị hỏi, giọng lớ lớ, bia hơi, chị chỉ thường chỉ qua quán đối diện để họ thưởng thức món họ muốn. Các cửa hàng quần áo cũng treo biển giá cụ thể, ví dụ áo phông dao động từ 50.000 đồng đến 70.000 đồng. Chị bán tà phớ, luôn bận bịu vì đông khách, giá một bát tà phớ chỉ có 6.000 đồng. Chị cho hay có khách nước ngoài ăn hết 6 bát một lần và chị cũng không bán đắt hơn cho khách nước ngoài. Tại khu phố Tây, nhiều người cửa hàng trưng bày xe đã sử dụng và treo biển cho thuê. Trong vài khách hàng, chúng tôi vào một cửa hàng lữ hành kiêm cho thuê xe. Nhân viên cho biết họ cho thuê xe với giá 150.000 đồng trên một ngày với điều kiện khách phải đặt tiền. Nếu chị thuê con Attila cũ thì chỉ cần đặt chứng minh nhân dân và 2 triệu đồng. Còn những xe khác xịn hơn thì chị phải đặt cọc 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng, cùng chứng minh nhân dân, nữ nhân viên nói. Công ty Sky Travel trên phố Bùi Viện có nhiều tour phục vụ khách nước ngoài, chẳng hạn như tour một ngày đến Cái Bè, Vĩnh Long. Tour này bắt đầu từ lúc 7:30 và kết thúc vào lúc 16:00 với mức giá 315.000 đồng trên một người. Tour này bắt đầu từ lúc 7:30 và kết thúc lúc 16:00 với mức giá 315.000 đồng Việt Nam trên một người. Giá đã bao gồm phí xe, hướng dẫn viên, bữa trưa, đi thuyền, trái cây và xe đạp. Nếu khách dùng các dịch vụ khác hoặc đồ ăn khác, khách sẽ phải tự chi trả. Tour quanh thành phố Hồ Chí Minh với giá 210.000 đồng, khách sẽ được đến thăm Dinh Độc Lập, Bảo tàng Chiến tranh, Bưu điện thành phố, phố Tàu, chợ Bình Tây, chùa Thiên Hậu. Giá này không bao gồm phí Bảo tàng Chiến tranh 15.000 đồng, Dinh Độc Lập 30.000 đồng và các chi phí cá nhân khác. Với tour Củ Chi nửa ngày, từ 8:00 đến 14:30 hoặc từ 13:00 đến 18:30, công ty thu của khách là 150.000 đồng. Đường Phạm Ngũ Lão và Bùi Viện tập trung rất nhiều cửa hàng tiện lợi, trong đó có Circle K và Vinmart. Một nhân viên của Circle K cho biết, riêng đường Bùi Viện đã có 5 cửa hàng Circle K, đường Phạm Ngũ Lão cũng vậy. Các thương hiệu cà phê nổi tiếng ở Việt Nam như Trung Nguyên, Starbucks, Cộng Cà Phê cũng xuất hiện trên phố Tây này. Khách Tây nói gì về phố Tây? Chúng tôi trò chuyện với Michael Gever đến từ Nam Phi. Tại quán tà phớ ven đường Bùi Viện, cô gái 21 tuổi cho hay cô vừa thưởng thức món tà phớ 6.000 đồng và đang nhâm nhi cà phê vỉa hè với giá 20.000 đồng. Đồ ăn của các bạn rất ngon, tôi đang cố gắng thử rất nhiều nhất có thể. Cô gái đến từ Nam Phi kể thêm, cô đang đến trong chuyến du lịch 3 tuần ở Việt Nam. Cô đã đến Hà Nội, Huế, Hạ Long, Hội An và Nha Trang. Hiện cô thuê khách sạn tại phố Tây với giá 14 USD. $14 trên một đêm. Cô hài lòng với dịch vụ khách sạn và thấy giá cả đồ cũng rất rẻ. Cô chia sẻ rằng đất nước cô, giá khách sạn trung bình gấp đôi ở Việt Nam. Cô cùng các bạn đặt vé xe bus đến Phnom Penh với giá $10 cho hành trình sắp tới. 3 ngày tới, cô sẽ tới thăm một tỉnh miền Tây với giá $9 trên một ngày. Tôi rất hài lòng với hành trình đã qua ở Việt Nam. Đất nước các bạn thật tuyệt vời. Tôi đặc biệt thích Sài Gòn bởi không khí nhộn nhịp và sự năng động nơi đây. Khu phố Tây này rất thú vị. Tôi rất ngạc nhiên vì giá chuyến đi miền Tây chỉ có $9. Michael River kể rằng, dưa ở khu phố Tây rất rẻ, chỉ 15.000 đồng trên một trái so với 40.000 đồng ở Hội An. Cô đã thử nhiều món và ấn tượng đặc biệt với món bún chả. Cô đã ăn bún chả này ở Hà Nội và cả phố Tây nữa. Một khách người Mỹ nhanh tay chọn một món đồ cần thiết trong cửa hàng Circle K. Thanh niên này chia sẻ với Kazabit. Anh thích không khí tại khu phố Tây, dù giá đồ ăn ở đây đắt hơn quận 4 chút ít nhưng vẫn thường xuyên qua đây vì không khí náo nhiệt và để xả stress sau giờ làm việc. Kiếm tiền triệu mỗi đêm nhờ bán bạch tuộc nướng ở phố Tây.